anh em có biết con Saber ở Meta màu 32 nó thiếu cái gì không? Đây nó thiếu cái này này. Anh em thấy không? Đấy cứ tí máu là nó chạy về mất rồi. Giá như có một cái gì đấy nó. À đây rồi, có cái này anh em ạ. Có cái này thì cái con Saber đôi khi nó cũng chẳng cần chiêu cuối anh em ơi. Đây, lao vào chặt chặt kích nội tại. Và khi mà nội tại đã đủ stack cậu dồn dư dư rồi thì trời ơi, tầm này tanh cờ như tham bú, tự tin lao vào. Tầm này cứ nhích cái giỏ là có cái mạng anh em ạ. Rồi, easy không anh em? Nhích cái giỏ là có cái mạng. Vị tướng để anh em lên huyền thoại là đây rồi. Project Storm activated. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tober. Nếu như mà ở mùa này nhắc đến cái món trang bị mới Thiên Phạt Kiếm mà anh em quên đi mất một cái vị tướng sát thủ, tân thủ đang cực kỳ khó chịu ở cái khoảng rank sử thi và huyền thoại giai đoạn đầu mùa giải thứ 33 này, thì nó làm cái điều gì đấy nó quá là lãng phí. Bởi vì anh em nên biết ý, chính bởi vì cái trảm sát, vì thế cho nên là cái con Saber này này nó không thể nào mà chơi được một cách thông thường như là một cái vị tướng sát thủ để mà đi rừng ở mùa giải thứ 32. Bởi vì nếu như mà anh em cầm cái con Saber mà chơi theo cái thiên hướng sát thủ đi rừng ý, nó sẽ bị thiếu một tí đam. Và lúc nào anh em cũng sẽ phải lao vào dồn sát thương ở giai đoạn đầu game là những cái mục tiêu mà đồng đội anh em đã làm mềm cái đi trước. Chứ không thể nào mà anh em một cây máu lao vào dồn sát thương để có được những cái mạ gục trong những cái tình huống giao tranh ngay từ giai đoạn đầu game ở phút thứ 2, phút thứ 3 cả. Đấy, vì thế cho nên là cái con Saber ở mùa giải thứ 32, 31 ý, nhiều người chơi ở rank cao vẫn cầm cái vị tướng sát thủ này theo thiên hướng đi counter những chất tướng như là Natalia, như là Link, như là Nolan. Nhưng là lối chơi Saber đi đảo đường, cầm trảm sát để cho đủ đam. Nhưng ở mùa giải thứ 33, khi mà cái thiên phạt kiếm nó đã xuất hiện, mặc dù đã bị giảm sức mạnh nhá, nhưng cái con Saber này nó hoàn toàn có thể đi được rừng một cách rất ngon. Đấy, như ở tình huống hiện tại anh em thấy không, con Saber nó cần phải làm mềm, cái địch cũng được phải làm mềm trước, thì khi nó lao vào nó mới đủ đam. Và ở trong trận đấu này mỡ sẽ lên cho cái con Saber, dĩ nhiên rồi, cái món trang bị đầu tiên, cái thiên phạt kiếm. Đây là một cái vị tướng sát thủ dễ chơi, dễ trúng thưởng. Anh em có thể cầm cái con Saber này để mà auto từ rank sử thi một thẳng một mạch lên rank thần thoại, à huyền thoại, huyền thoại một luôn ý. Trong trường hợp nếu như mà anh em không bị tranh lane ở trong một trận đấu, khả năng đi farm của cái con Saber này bây giờ nó cũng rất dễ, là cũng rất là đơn giản. Và nó cũng counter được khá nhiều những cái vị tướng sát thủ khác nhá, như là Amon, anh em có thể nhìn thấy đúng không, Amon này, Nathan này, Amon, Nolan này, Link này, đều là những cái vị tướng sát thủ mạnh ở meta hiện tại. Và anh em có thể cầm cái con Saber này counter rất dễ dàng. Lối chơi đấy chính là anh em chỉ cần ở giai đoạn đầu game, nếu cảm giác đi gánh được mà kẻ địch bị làm mềm với một combo thì anh em vào đam chúng. Còn trong trường hợp mà anh em một combo của anh em không kết liễu đi được cái mục tiêu đó thì chúng ta đi farm để mà có được cho mình đó là cái thiên phạt kiếm. Quan tâm một điều rằng là cái thiên phạt kiếm nó cũng khá là rẻ anh em nhé. Và khi mà anh em có được cái thiên phạt kiếm thì lúc đó anh em đi gank. Còn nếu như mà anh em cảm giác như không đi gank được thì đó, như tình huống vừa xong, anh em sẽ bị lãng phí đi một cái combo của anh em. Thà là mỡ đi farm cái con bùa đỏ này, chờ có cái thiên phạt kiếm lao ra là chắc chắn có được mạng đến từ vị trí của Harry rồi, đúng không ạ? Đấy, thì cái thiên phạt kiếm ở mùa này nó cũng khá là rẻ, có mỗi 1.500 vàng. Mặc dù là cái nội tại của nó đã bị giảm đi một chút xíu ở giai đoạn đầu game, khi mà khởi điểm nó chỉ có mỗi 4% cái sát thương để khiến kẻ địch đầu tử thôi. Nhưng với con Saber như vậy nó đã là quá đủ rồi anh em ạ. Khi mà anh em cầm cái thiên phạt kiếm thì cái con Saber này nó giống như là cái con Saber nó cầm hai cái phép bổ trợ vậy. Một cái phép bổ trợ là phép bổ trợ trừng phạt để anh em đi rừng farm cho nhanh. Và một cái phép bổ trợ nó là cái phép bổ trợ chạm sát, anh em hiểu không ạ? Và khi mà anh em tích lũy được đến tầm khoảng độ tầm 4 stack cộng dồn đến từ cái thiên phạt kiếm rồi thì trời ơi, tầm đấy anh em gần như lao vào ai ở giai đoạn đầu game cũng là có mạ gục hết. Bây giờ thì mỡ sẽ farm nốt cho mình đó là cái vòng rừng, lấy đi cho mình đó là cái con thằn lằn nó này mỡ, để mà mỡ lấy được cái level 7 nha. Xong rồi có thể hướng ra đường giữa
với một cái con Hagrid đầy máu kia thì mọi người nghĩ là chỉ một combo là Hagrid lên bảng điểm số không nói nhiều, nhưng ở đây là có cái vị tướng tham mú nữa và team bạn đang vây hãm vào đó là Valier và team bạn mất đi pháp sư đường giữa. Ok, ở đây là có tham mú, có Hagrid, Hagrid dễ hơn làm mềm một chút xíu, có giáp ảo chơi luôn anh em, dồn sát thương này và có được cho mình đó là cái mạng đến từ vị trí của Hagrid. Cái con số sát thương chuẩn 9995 nó không nảy lên bởi vì thi thoảng nó bị lỗi hình ảnh anh em nhé. Nhưng đó là một cái tình huống kích được cái thiên phạt kiếm đấy, 10 stack cộng dồn đến từ thiên phạt kiếm, anh em thấy không ạ? Đấy, bây giờ thì anh em combo ai cũng được thôi. Chúng ta chỉnh đồ một chút, đứng ở trong bụi và phát hiện ra được cái con Amon khả năng cao nó sẽ đi ngang qua bờ sông và đủ đam anh em nhé. Lượn lên dồn sát thương lần 1, dồn sát thương lần 2, kích thiên phạt kiếm rất dễ dàng ăn mạng đến từ cái con Saber này. Và mỡ thấy ở bên nước ngoài nhá, ở trong những cái trận đấu đánh sử thi và huyền thoại là bây giờ họ cũng sẽ ban đi những cái vị tướng nó mạnh ở giai đoạn đầu game như là Saber là 1 này, Dairus là 2 này, Hurley là 3 này. Chứ ít khi nào họ ban những cái con tướng mà mạnh ở meta hiện tại như là con Matilda, như là con Linh đồ các thứ các kiểu lắm anh em ạ. Này, combo tam biên chẳng. Ấy, bật phản kích đến từ vị trí của tham mú nhưng cứ vào ngưỡng máu tử là sốc đam. Đấy, cái phản kích nó không thể giúp cho anh em thoát được khỏi cái khả năng bị shutdown đến từ cái ngưỡng máu tử của cái thiên phạt kiếm cả. Ăn mạng rất dễ dàng, đơn giản, nhẹ nhàng. Quay đi trở lại tình cảm phút thứ 5, đầu game mỡ đã có được 5 mạng rồi, trong khi đó team mỡ có được 6 mạng. Đồng đội của team mỡ giao tranh trong trận đấu này thua không quan tâm anh em ạ, bởi vì chắc chắn cứ khoảng 20 đến 30 giây là chúng ta sẽ có được mạng gục đến từ cái combo Saber với cái thiên phạt kiếm này rồi. Cái con Saber này combo cũng rất là đơn giản và dễ dàng, tình cảm thôi. Anh em bật chiêu một trước, sau đó anh em dùng chiêu 2 và anh em bật chiêu cuối. Đấy, combo của nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Bây giờ thì cái combo của con Saber nó đã được làm tối giản hóa đến từ Moon Tool rồi. Khi mà bây giờ anh em muốn đủ đam thì anh em nên dùng combo 1, 2, 3. Nhưng anh em lưu ý là khi mà anh em dùng combo như thế này thì anh em nên cố gắng tìm đường để mà chạy về anh em nhá. Chứ anh em dùng cái combo như thế này mà anh em lao vào giữa 2 đến 3 thằng bên phía của team bạn thì có khi anh em vẫn ăn được mạng, nhưng sau đó thì anh em ra đi. Rồi và bây giờ thì Hagrid ở đường giữa thì dùng miếng mồi ngon. Con Hagrid này bây giờ nói thật với anh em, nó cầm tốc biến hay nó cầm thanh tẩy hay nó cầm bảo hộ thì câu chuyện vẫn là lên bảng điểm số mà thôi. Khi mà tầm này cái ngưỡng sát thương đến từ cái con Saber với cái thiên phạt kiếm nó đã quá thốn rồi, 40 stack cộng dồn đến từ thiên phạt kiếm. Bây giờ thì kẻ địch 8% máu, nó đầu tử. Mỡ không có ulti ở trong tình huống này nhưng mỡ đang di chuyển lên đường trên, có thiên phạt kiếm giống như là có chạm sát vậy. Rồi lên này, một chặt này, hai chặt này, ba chặt này, bốn chặt, kích thiên phạt kiếm có được mạng thứ 7 luôn. Tầm này nó là quá xanh rồi. Và mỡ nghĩ ở thời điểm hiện tại anh em nào mà có được cái điều kiện pick cái con Saber và lên được cái thiên phạt kiếm ở trong những cái trận đấu ranh sử thi và huyền thoại, game nào như game nào mà thôi, trừ khi là anh em đang ở ranh huyền thoại và gặp những cái ông gọi là vinh quang pha ke ở mùa trước đấy. Còn bây giờ cứ lao vào là có được bạn gục, team bạn nó đặt dấu chấm hỏi to đùng, tổ bố thằng ăn may lại. Thế bây giờ làm thế nào để mà né được cái thằng Saber này bây giờ trong cái trận đấu này? Khi mà anh em đã rơi vào tình huống này thì anh em chịu. Bây giờ anh em chỉ còn cách là một là lên đồ thủ để mà counter đi được con Saber, nhưng vấn đề là đồ thủ cũng chẳng counter được, rất khó anh em ạ. Bởi vì ở trong trận đấu này mỡ đã xanh từ rất sớm và mỡ đã lên cái món đồ xuyên giáp, vì cho nên là bây giờ team bạn chỉ còn một lựa chọn, đấy là lên đồ máu mà thôi. Và nếu như mà là tanker thì phải cầm sớm cái chiến giáp hoàng hôn. Chứ bây giờ anh em lên đồ thủ kiểu tăng cái lượng giáp hoặc là chiến giáp thượng cổ ấy, không ăn thua với cả cái con Saber này. Bởi vì mỡ đã lên ở trong cái set đồ mà mỡ để ở góc dưới bên trái là toàn món đồ xuyên. Và lại một lần nữa là Hagrid lướt ra nhẹ nhàng tam liên chạm, sát thương nó quá khủng rồi. Bây giờ thì Hagrid chỉ biết khóc mà thôi. Set đồ của mỡ lên ở cho cái con Saber trong trận đấu này, đầu tiên là cái thiên phạt kiếm, tiếp đến là cái lưỡi liềm thợ săn để mà gia tăng thêm thời gian hồi chiêu và kèm theo đó là sát thương to nhận vào. Tiếp đến là cái hải thần tiếp đến là cái gươm thất hải. Sau đó là gì anh em? Sau đó là một cái món trang bị, đó chính là cái quyền trượng thời gian. Cái món trang bị này thì bây giờ anh em lên thoải mái nhá, không ai chửi anh em cả, bởi vì là cái món trang bị này nó cộng cái sức mạnh thích ứng anh em ạ. Chứ nó không cộng cái sức mạnh theo cái kiểu gọi là sát thương phép nữa rồi. Đấy, vì thế cho nên bây giờ Saber cầm quyền trượng thời gian anh em đừng bất ngờ. Giao tranh ở đây đang được nổ ra để mở xem nào, tầm này có thêm phạt kiếm hấp còn hơn bình trước, đơn giản nhẹ nhàng tình cảm. Tiếp đến là con Hurley một chặt hai chặt, Hagrid double kill lướt xuống đến từ vị trí của Dairus, một chặt shut down được Dairus triple kill luôn. Team bạn chỉ còn cách chạy về đây các bạn. Bây giờ với Saber thì một chặt định giang sơn, không nói nhiều. Hagrid bây giờ cày lắm rồi các bạn. Ơ kìa, mình xin lỗi bạn, mình chỉ test thử cái món trang bị mới mà thôi. Hagrid không chịu đổi ở trong cái trận đấu này và anh ta buộc phải chat ôn lên tiếng. Và bây giờ thì lên bảng điểm số là Amon thôi, nhẹ nhàng tình cảm, rất khó để mà chúng ta bị cay bạn đến từ cái con Saber này. Và dĩ nhiên đây chỉ là một cái video clip gọi là test thử
cái con Saber với cái thiên phạt kiếm. Mỡ muốn dành cho những anh em nào mà chưa có nhiều thời gian để mà chơi game, để mà anh em có thể test thử. Đừng nghĩ là cái con Saber này nó là cái vị tướng sát thủ tân thủ mà nó cùi anh em ạ. Đôi khi những cái vị tướng nó cùi, nó đơn giản nhưng nó lại mạnh mẽ đến đáng ngờ anh em ơi. Và đây mạng của mỡ đây rồi. Một chặt nhẹ nhàng tình cảm không nói nhiều. Harry nhìn thấy cút bất hút con mẹ hàng lươn luôn. Nhưng mà chạy chậm như thế này thì giời ơi, rồi cũng là mồi thôi bạn ơi. Mạng thứ 15, nhẹ nhàng tình cảm một trận đấu vào buổi sáng. Và mỡ nghĩ là nếu như mà anh em nào mà muốn khởi đầu một buổi sáng với tựa game Mobile Legends thì anh em nên chơi những cái vị tướng nào nó đơn giản nhẹ nhàng tình cảm để có được cái first win ở ngày mới đã. Và khi mà anh em đã có được cho mình đó là cái first win ngày mới rồi thì anh em cứ chơi con gì cũng được. Đừng để buổi sáng trận đấu đầu tiên của chúng ta lại là trận đấu đi ăn hành. Buổi sáng ăn hành thì không có ngon anh em ạ. Thứ nhất là hôi mồm, cái thứ hai là mệt người, cái thứ ba là bị stress, và cái thứ tư là không muốn vào game chơi ngày hôm đấy luôn. Vì thế cho nên là lưu ý là buổi sáng trận đấu mở màn chúng ta nên có cho mình một cái trận đấu nó thoải mái nhẹ nhàng tình cảm anh em nhá. Rồi thôi, tầm này mỡ không làm vào rồi sát thương và con tham bú đâu anh em ạ, không quan tâm nhìn không biết máu nó bao nhiêu, nó còn có phản kích nữa, mặc dù nó không lên đồ kháng chúng ta sớm nhưng mà thôi, tầm này nửa máu lao vào có khi hạ gục xong nó xong đái đốt nó đến thì ối rồi luôn. Vâng, trận này ở thời điểm hiện tại đã đến phút thứ 9 và đã đến lúc để mà chúng ta end game rồi. Team bạn đang vây hãm bên phía của team mỡ để hạ gục đi được Verlier, nhưng bù lại cũng đã phải đổi mạng đến từ đái đốt, đến từ Hubby, đến từ Eris. Trời ơi, trận đấu này mỡ xanh làm cho team của mỡ nó cũng xanh theo luôn. Game đấu này team bạn không được chơi ở trong trận đấu này với một cái con Saber KDA là 1603. Trong khi đó thì ở đây này, anh trai Amon đấy, đôi khi đánh những cái vị tướng sát thủ nó hào hoa, nó phức tạp như là cái con Amon, nhưng mà gặp con Saber cũng ra chuồng gà ngay. Xin được nhắc lại với anh em một lần nữa là cái con Saber này nó counter rất nhiều những cái vị tướng sát thủ mạnh ở meta hiện tại nhá. Amon, Gusion, Nolan, Link counter đi rất nhiều luôn với cái lối chơi rất là đơn giản. Thấy cái địch ở đâu là lao vào với cái combo 1-2-3. Và đường trên ở tham muốn đẩy lẻ lao vào chặt chơi chặt yêu có không chịu cuối, có bật phản kích từ rất sớm nhưng mà kệ chứ anh em. Hết phản kích thì mỡ lao vào với cái ulti này, kích thiên phạt kiếm max stack cộng dồn rồi, và đó là mạng thứ 18. Và trận đấu này team bạn cũng toang hoác ở nhà luôn. Game này end game tại đây rồi. Vâng, trên đây là video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về một cái trận đấu rất là đơn giản, nhẹ nhàng tình cảm vào đầu buổi sáng với cái vị tướng sát thủ Saber, vị tướng sinh ra cũng là để dành tình cảm cho cái thiên phạt kiếm như là cái chảm sát vậy. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.